Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với lại anh Cái đang có mặt tại cái lán của cô Mô với lại em Cái. Ngày hôm nay thì hai anh em vào để xem là kiểm tra xem cái chuồng trại của hai mẹ con đã hoàn thiện chưa, để mà còn biết đường mà tiến hành là mua cái con vật nuôi để cho hai mẹ con ạ. Đây. À, con thế ở đang chuyển cái hướng ấy nhỉ, cửa vào đây nhỉ em. À. Trước kia cái cửa hướng ở bên trong. Ê, chào em. Ôi, chết rồi. Ôi, vẫn khỏe chứ không? Dạ, nhớ chưa rồi. Đây, bây giờ em Cái đeo cái máy khiến trợ thánh này, bây giờ cũng nghe thoải mái nhá. Em có nghe được không? Nó mà. Nó tiếng phổ thông đây. Bây giờ thì không anh không nói tiếng, rồi em nói thế nào thì nó anh vẫn không dịch ra nhá. Em biết phải không? Thế trước Cái là Cái có được đi học không? Trước em có đi học được đi học không? Thấu chỉ tao cả này. Chỉ đi học mà sao vẫn nói được, vẫn nghe được nhỉ? Cũng nhà thầu và ông chỉ tàu cao đó sẽ mà mới được tin lão ấy nữa thì phải hiểu thế mẫu tí à nhà hầu được xe cái thế xa xa nhà xa tàu thế mà bây giờ nhà thả nên thả cao tứ rồi thì lỏng tàu thế để do cái nhận thức nhá, em nó tiếp thu rất là nhanh không tiếp thu rất là nhanh, mình chỉ có người trước kia nó chưa được học qua nhưng mà dạy, nhưng mà cái tiếng này công nhận một số người ta không học vẫn nó được bình thường trừ khi cái chữ không biết không được thôi. Thế em cứ giao chịu khó giao tiếp đây, anh em mình cũng nói tiếng phổ thông. Ví dụ sau này mà em đi ra ngoài đi làm thuê ấy, thì người ta chị đảo mình biết chị lấy cái cuốc lấy cái gì mình biết đi ấy. Tuy mình không biết được cái chữ nhưng mà mình có thể biết nó biết nghe phải không? Thì sẽ thoải mái hơn. Yeah. Ừ. Hôm nay thì hai anh em mình cũng vào đây tiện hôm trước ấy, anh cũng lập cái chuồng cho em hoàn thiện nhưng mà cái phần ván rải bên dưới làm chưa? Cái ván rải bên dưới cái chuồng dê. Cho bùa, chân tộc bùa. Cho thầy bùa cho mua tả. Làm xong à? Thế đưa anh đi xem nào. À đây, làm xong hết rồi, còn thiệt rồi đấy. À, làm xong mấy gian, một gian thôi hả? Ủa chan đấy, chỉ cháu. Dạ. À, bây giờ thì cũng đang hoàn thiện rồi. Đây, em lấy cái vắn giải bên đây. Đây cho một cái bác nhé. Đây, hoàn thiện một gian rồi. Còn gian này cũng chưa có, không có vắn giải thì mình cũng không làm em. Chúng mua cho thầy nữa, chỉ cháu. Dạ em nhá, em đưa em nhìn cái chùa này nó có thể kiên cố hơn, chát hơn cái ngôi nhà không? Dạ. Thật mà lúc đầu anh vào đây anh cũng công nhận dùng mấy cái cột là to. Lúc mà dựng lên nhá, mình 6 người dựng lên. Xong thì công nhận cái cột này, lúc này nhìn tuy cái cột hư công nhá nhưng mà rất là kiên cố, rất là chán, chắc chắn luôn ạ. Dạ. Mà cái chuồn của em Cái này nó thiết kế nó khác hơn, nó không giống như nhà Lửa Thái. Nó lệnh dùng mấy cái tấm ván sỏ ngang đây này. Rất là đảm bảo luôn. Cái gian này không có cái ván giải vào đấy à em? Chỉ môn đồng. Hả? Chỉ môn đồng và chỉ môn đồng là có thai. À, không có. Thế thì trước mắt thì mình cứ giải một ván một gian cũng được mà em. À. Nhà con đi mà thật từ thì dù nhà mua thật từ cứ đóng như thế mua ý khó chỉ đây là một bánh thôi mà mua vô trong đâu mà mua được. Ý là cái mình con giống thì trước mắt mình chỉ nhốt một gian thôi, còn gian này mình chỉ làm sau này nếu mà con giống phát triển ấy, thì mình có thể xẻ cái ván giải bên này làm sau cũng được. Đấy. Thì cái hôm nay thì anh cứ vào đây xem đây, mất cái chuồng của em đảm bảo ấy, thì mấy hôm nay anh em mình sẽ tiến hành mua con giống về cho hai mẹ con em làm kinh tế. Nhá. Bây giờ chuồng trại thì cũng đảm bảo rồi, thì vì hôm trước anh đi thì vẫn không chưa có tấm ván giải, anh sợ nhất là anh mua vào thì lại không có ván giải bên trong ấy. Mà mình không đảm bảo được cái con giống. Thì hôm nay anh cũng tranh thủ vào rồi xem qua. Và em Cái cũng nói chung là cái chuồng thì hôm trước là cũng hoàn thiện rồi, được 2-3 hôm rồi. Chẳng qua là em Cái tranh thủ vào đây để xem nốt nếu mà có cái phần ván giải bên dưới ấy, thì mình sẽ tiến hành mua con giống cho hai mẹ con em Cái làm cái gì ấy. Làm cái gì thì là mình phải cho đảm bảo cái con giống thì mình yên tâm, mình dám mua vào. Mua vào thì lại không có chỗ để nhốt. Ví dụ là đã làm được cái lập pro rồi nhưng mà không có ván giải bên dưới thì cũng không yên tâm ạ. Đấy. Thế làm cái này chụp cửa đi bên này phải không? Con trong. Cái chỗ này mà dê thì đi thoải mái được rồi, nhưng mà ví dụ sau này mà mình làm con bò đi và em phải kè lấy đất hoặc là cho nó đi đảm bảo hơn nhá. Con dê thì có thể nhảy được bình thường nhưng mà con bò thì mình sẽ làm cho đảm bảo hơn, lúc mà đi lại là an toàn hơn ạ. Thế đưa anh vào nhà nhỉ? Bây giờ làm chết. Yeah. Cứ làm chết. Ăn cơm chưa? Hả? Chưa ăn à? À. Dạ. Yeah. Dạo này chắc là hai mẹ con em vẫn có sức khỏe chứ phải không? Có uống gì không? Hả? Chỉ mua mua chỉ thế. Sức khỏe vẫn tốt hả? Dạ. Tao nên tên nó, bé mướn mà chỉ tao hụt kề luôn mà.
dù từ nãy giờ mình chỉ già nhà mà không tiền không ta ủa ô bé đang chơi này kìa nó bùa xa hối hợp để sửa bộ mua chỉ thế chứ nữa. Nhưng mà em ạ, ý là mình sức khỏe mình chắc là do ăn uống không đủ thôi. Mình cũng đừng có mà cống bấy nhiều quá, đừng có mên tí này. Tuy mình anh cũng là người Mông thật nhưng mà lâu gần Tết thì mình cũng có thể cống một lần. Nhưng mà cứ bảo là suốt ngày cống bấy như thế là không được nhá. Úm đâu mình phải ra viện đây, phải đi mua thuốc này, đi điều trị, đi khám. Đây em cài không lúc này nó bảo là cũng khá lâu ấy, chắc là tầm hơn năm đây không cống thì em cài rồi. Mấy hôm thiết kế một cái cộp đây cống một lần đây, nhưng mà thôi, ý là bà con hoặc là ví dụ phong tục ai cũng thế nhá, dân tộc nào cũng thế, cũng lâu lâu mình cũng cống một lần thì được, nhưng mà đừng có mà mê tín quá. Cái phong tục mê tín là suốt ngày cống bấy thế này lại mất tiền ấy, mà nói chung là cũng không khỏ được đâu nhá. Em biết mà, em nói chung là em không nói được cái tiếng phổ thông nhưng mà em nghe được anh tuyên truyền anh nói thế chắc em hiểu không? Em bảo là cũng hơi mệt mỏi thì không uống đâu thì chắc là do ăn uống không đủ thôi. Một phần là cũng do thay đổi thời tiết, bây giờ đang giao mùa rồi, sang chuyển sang nắng oi thì là mình cũng mất năng lượng nhiều, nó mới bị như thế. Một phần đang là do như thế đó. Mùa hè này thì nói chung là bà con ai cũng thế nhá, do nắng nóng quá mình toàn uống nước lá thôi mà cũng không đảm bảo cái sức khỏe thì suy nhược cơ thể, đợi hơi mệt mỏi tí nhá. Bây giờ thì luôn luôn có sức khỏe thế này, sức khỏe là cái nhất, phải không? Mình có sức khỏe thì mình đi làm cái gì sẽ thoải mái hơn. Nếu mà cứ không có sức khỏe thì nói chung mình muốn đi làm cũng rất là khó, nhưng mà đừng có mà cống bấy nhiều nhá. Mình đã nghèo thế này mà lại mời thầy cống vào đây cống một lần thì mất tầm khoảng 5-600 gần triệu bạc, thì lúc đó nói chung triệu bạc đã đủ mình mua ký gạo kia để ăn được không? Nhá. Bây giờ thì thôi. Thế anh em mình đi cái xuống nhà em Vân, một chút này, đến đây ấy nhỉ. Đúng rồi, tiện hôm nay em Dương với em Cái anh em mình sẽ vào kiểm tra lên xài cái chuồn đấy. Cái chuồn của em Cái với cô mua thì rất là đảm bảo quý bác. Thì tiện thể hôm nay thì mình sẽ xuống nhà em Vân để thăm hỏi sức khỏe tình hình em Vân xem nào, dạo này em Vân như thế nào. Hôm trước thì anh em mình cũng đi giúp em Vân đi tìm bố ấy, nhưng mà rất là tiếc đi tìm không được ạ. Thì không biết là em Vân có cái suy nghĩ muốn tìm được bố không? Vậy nhá. Anh đi vào nhà Vân, anh vào xem cái chuồng này của em ấy, nếu mà đảm bảo thì mấy hôm á anh sắp xếp thời gian anh sẽ mua cái con giống về nhá. Ngày mai hoặc ngày kia. Nếu mà anh tìm được thì ngày mai anh sẽ mua con giống về. Nhá. Tí nữa mùa hôm chưa trả lời. Anh đi ở thăm lại Vân đây. Mùa hôm mình chỉ trả lời chứ. Nhá. Rồi, chứ nữa anh quay lại được chưa? Bây giờ tôi cháu xin phép cháu đi xuống nhà em Vân. Cứ mùa hôm xuống Vân ít kiếm chỉ rồi. Mình gì lo đó. Nhá. Mình gì mà. Vâng. Đây, mình tiện để mà như hôm trước thì cũng đi với em Vân đi tìm bố của em Vân, thật sự là bố của em Vân đến lúc thì ở đây lúc thì ở kia đi tìm rất là gian nan, không tìm được cũng rất là khó. Mình không biết là hai hôm nay thì em Vân có nghe được thông tin của em đấy, bố em đấy một chút nào không, bởi vì là em Vân ấy cũng rất là thương bố, muốn là bố về ở với mình, tuy nhiên là bố lại rất là gọi là bỏ bê, xong không quan tâm anh em như thế này rất là khó. Ý là anh em mình nghe tem mình cũng mong muốn là tìm được bố của Vân xem nào, mặt bố hoặc là cái người ta nghe và có kể thôi, làm cái nghệ sĩ ấy, thì cái tên nghề như thế nào hoặc là người như thế nào. Không, thật ý là anh rất là ngưỡng mộ thật, nhưng nghe của bà con bảo kiến nghị của cái kiến nghị của Vân ấy, bố Vân ấy, rất là nổ ấy, hoặc là thủ xấu thì bà con nó kể thế thôi, nhưng mà mình chưa chưa thấy thực tế không. Đây em Vân đây, đang nhóm bếp hả? Thấy em chào anh á. Chào em. Đang chuẩn bị nấu cơm à? Đang đun nước. Đun nước à? Em đi đâu đấy em? Hôm nay đi đi vác phân. Đi vác phân à? Đi vác phân à? Ở trong bà nương đúng không? Đúng rồi, bên nhà ngồi đấy. Ôi, em hạ chế đu bếp ở gần đây nhá. Toàn lấy khố thế này thì nói chung là rất là khó chịu, không? Cái khố này nhá, nói chung là mình đuổi bên trong nhà lên khố thế này, mình là người lớn thật nhưng mà đôi lúc nó vào phổi rất là khó nhá. Hôm nào mà trời nắng thì không mưa thì em đuổi bên ngoài đi nhá. Sợ lại bị cháy mình nhà em đu to thế này cũng sợ cái thùng à, như cái thùng này hỏng đấy nhá. Bây giờ thì nói chung gần tối rồi, hay là lúc nào mưa thì đu tạm đây được nhá. Ra ngoài đâu thói quá không chịu được nhá. Đây, lúc nào chờ nắng thì em đu ở đây. Đu bên ngoài xong, lúc nào mà đu xong ấy, mình đi thì mình có thể lấy nước giật cái lửa đi ấy. Tránh cái sợ nhất là
cái chỗ này mà khô quá thì mình lại đi thì không may lại gây ra họa đấy. Thật đấy nhá. Cháy rừng nữa mà cháy ở nhà họ thì gây ra họa, cháy rừng thôi mà lại ảnh hưởng đến nhà dân thì lúc đó rất là vất vả nhá. Hơi chưa có, mình để ý một tí được. Thế em chuẩn bị trồng ngô chưa? Bây giờ sát chuẩn bị trồng nữa. Sát chuẩn bị trồng à? Hôm trước anh vào đây anh bảo là em mua thuốc để diệt cỏ, phun cỏ, em phun xong hết rồi hả? Xong rồi. Xong rồi. Vâng. Thế hôm nay là đi mỗi đi vác phân vào nương thôi hả em? Vâng. Trước khi các cô bác hỗ trợ đưa ít tỉa về cho em đi mua tí phân bổ về để trồng. Cái này thì hôm nọ em Vân cũng chia sẻ với anh em lúc mình đi tìm bò tìm bố của em đấy đấy. Ý là quý bác nhá, em Vân này tuy cái hoàn cảnh rất là khó khăn, mẹ thì mất sớm, bố thì lang thang, nhưng mà em rất là biết tiết kiệm cái chi tiêu với cái đồng tiền của các bác gửi đến thì em lại nói chung ăn cái phần thức ăn gạo hay nhu yếu phẩm thì vẫn đủ ăn rồi, em còn dùng cái số tiền để đi mua phân chuồng lại, phân tư phân bò để vào nương ấy. Đúng rồi. Thế em có chuẩn bị giống ngô vào chưa? Em có chưa? Giống ngon em vẫn mua rồi. Mua được à? Vâng, được. Mua được 1 cân về. Nhá, tuy mình cũng không có giống, không có hạt giống thật nhưng mà mình mua ở chợ có. Đúng rồi. Cái hạt giống này thì không để được lâu. Thôi thế mình cũng chịu khó thôi, bởi vì là có ít nào thì mình lái ít đấy, để mai sau này mình cũng còn một ít ngô, mình đỡ được cái phần nào. Nó đỡ cái khoảng thời gian mình vắng trống không có cái gì ăn đấy. Đấy nó đỡ hơn. Còn là những cái thời gian khác thì ví dụ là nếu mà có thể là mình bây giờ em nói tiếng phổ thông này cũng tương đối là được thì mai này có thể là nếu như muốn thì cũng đi ra ngoài kiếm việc làm chắc cũng được rồi, đỡ hơn nhiều, mình nghe được mình hiểu được là cũng tốt rồi. Dạo này có thông tin gì về bố của em không? Có hỏi được không? Bởi vì cũng cách mấy hôm trước rồi anh cũng đi em đi tìm ấy thì cũng không được ấy. Nhưng mà bây giờ em vẫn không biết bố thì ở thì đi nhà đấy thì vẫn đi một tí xong thì lại đi hút đĩa thuốc xong lại đi thì em vẫn tìm không được. Thì không được hả? Là mỗi nhà ở mới một tí xong lại đi luôn rồi. Nhưng chịu, anh chứ vẫn không có xe nữa, anh chứ có xe thì họ anh chứ đi theo em vẫn đi tiền tí nhưng mà anh chứ vẫn xe của anh chứ vẫn chết rồi. Xe bị hỏng. Vâng. Thế bây giờ đi đậu đi vác phân vừa mới ấy à, nấu cơm à? Vâng. Sao về muộn nên không về sớm một tí thì để nấu cơm. Em đi vác phân bò về chỗ nưa xong lại về giúp anh chứ cắt cỏ bò ấy. Chứ giúp anh cái làm cái chỗ bò xong anh chứ bảo là mệt quá với là đau đầu xong em lại đi giúp anh chứ cắt cỏ bò. Anh chứ đang bị ốm à? Vâng. Thế á? Em lại đi giúp anh chứ cắt cỏ bò nữa à? Vâng. Đây. Hai con bé nữa thì vợ vẫn đi làm không được, trông con nữa thì em đi giúp con. Đây quý các bác nhá, em vẫn là người rất là biết ơn ạ. Những người mà đã giúp đỡ mình lại bây giờ tuy không có cái đồng tiền để giúp nhưng mà lại lấy cái công sức của mình ấy. Đúng rồi. Lại đi giúp anh chứ cắt một chuyến cỏ bò thì anh chứ lại bị ốm. Thế được ốm được lâu chưa? Được hôm nay nữa thì hai hôm. Được hai hôm rồi á? Vâng. Chắc tối hôm qua. Thế tiện hôm nay chắc như mình đi thăm anh chứ nhỉ? Vâng. Đi đưa anh đi. Nhờ. Em đi không? Nhưng mà để ý em để ý lửa cẩn thận không tí lại cháy lan nữa. Dạ, bây giờ thì anh chứ là người rất tốt bụng nhá. Đó lúc cả anh chứ cũng gọi anh em mình bảo biết cái hoàn cảnh này. Nhưng mà anh chứ bị ốm thì tiện anh em mình đến đây chắc đi thăm anh chứ tí nhỉ? Vâng. Anh em tiện đi thăm anh chứ một tí bởi vì cũng nghe Vân chia sẻ là đi hộ. Em cái làm cái chuồng bò chắc là cũng như kiểu là làm quá sức ấy nhỉ. Đúng rồi. Nhưng mà anh chứ lúc làm cái chuồng bò của em cái hay mẹ con thì anh chứ làm rất nhiệt tình mà rất là chịu khó. Chỉ có mà anh chứ thôi. Anh chứ sẵn sàng để giúp em. Còn em Vân thì nói chung cũng không nào em Vân luôn luôn có mặt nhưng mà làm cái công việc đấy là những người phải lớn chuồng mà những người đã từng làm ấy. Em Vân thì còn trẻ nên là cũng là những kinh nghiệm về làm về cái chuồng trại các thứ này em cũng không biết làm đâu. Và hộ được cái phần việc mặt nào đấy. Anh chứ đang ở trong nhà phải không ạ Vân? Vâng, anh chứ ở trong nhà. Anh chứ ơi! Chào chị ạ. Anh chứ ơi! Anh chứ ở đây. Chào anh! Chào anh! Nghe em Vân bảo là anh bị ốm à, bị ốm thế nào ấy? Em đầu tụ cái ốm có tật, mô tật không? À, đỡ đầu à? Đầu. Đúng rồi. Cũng không sốt mấy mà. Cũng bình thường ăn. Nhưng mà đâu bị ốm được mấy hôm rồi? Hôm đây này à? Có tật ốm không? Nó cũng có tật ở mốt.
đây. Thế có buồn nôn không anh? chín tuổi à, chắc đấy là cũng giống như làm công việc là quá sức quá ấy, thì nghĩ là sinh nhiều cơ thể đó cũng là mệt mỏi ấy. Anh chứ bảo là ông đấy cũng nóng quá, mình làm từ bắt đầu hoàn thiện chuồng của em cái thì anh chứ về nằm được à, hôm nay thứ hai hôm, tức là hôm qua thì chắc sáng hôm qua nhất thì là mọi gì đó. Anh thế anh có đi xuống trạm test thử chưa đấy? Mùa ấy chưa rồi. Vẫn chưa đi, chắc xa quá nhỉ, do không có xe. Thế thì anh có dạy được không? Nó sẽ tờ. Dạ, chắc tầm. Chắc tầm, anh dạy mà anh. Mạng. Vâng ạ, bạn đỡ đó anh chứ xuống. Mạng. Được rồi. Đây, ngồi đây. Ngồi đây. Ê, lại ốm rồi, thưa bác nhá. Nói chung là anh Chứ là người giúp em Vân với em cái rất là nhiệt tình. Mà nói chung là chắc công việc làm nhiều quá ấy. Từ lúc lấy cái máy để đục lỗ này, một công việc chợ pro này, chợ đòn tay này là của anh Chứ hết. Thế anh cứ ngồi vào đây nhỉ. Đây, anh đưa mình. Thế anh đi xuống trạm test thử chưa hay là đi xuống trạm xem chưa, khám chưa? À, vừa đấy thấy suối khá sửa chưa? Dạ, một suối. Mô anh Chứ bảo là đi test rồi mà đi khám rồi, đi bên đấy thì bên trạm người ta phát thuốc cho, vì anh Chứ làm cái công việc nặng quá, quá sức đấy thì mệt mỏi cơ thể mà bị đau rồi, tính ra là uống thuốc xong đỡ hơn là hôm qua. Thế chắc hôm qua bị đúng uống nặng hơn nhỉ, nằm một trên đường phổi ít cái lô mà chỉ nó là phổi lô mà chỉ phổi lô mình thả cái tim mình khá tán nó bên dưới chỗ tá thì mình ít dòng mình thôi. Ý đồng chí nó. Thế chịu khó ăn uống là xong là uống thuốc vào như anh nhá. Vì chắc là cũng do như kiểu là phơi nắng nhiều quá ấy. Mấy cái hôm làm chuồng thì cũng là mấy hôm nắng nữa. Và bây giờ cũng thay đổi thời tiết thì nên chắc chuẩn bị mưa rông cũng là ấy, nên là nó cơ thể nó thay đổi không kịp. Thế ạ, chú ra nhá, đây anh Chứ. Đầu thì bây giờ cũng không nóng mấy, không sốt mấy, nhưng mà chẳng qua là chắc là anh bắt xá là đói. Thôi, anh cứ cố gắng thôi nhá. Chắc là anh cũng làm cái công việc của nhà em cái ấy, cái chuồn ấy thì cũng rất là vất vả. Thì làm cái công việc nặng quá thì nóng này, thì thời tiết thay đổi ấy, thì về đúng rồi mà bệnh. Đây cứ bác nhá. Em Chứ thì anh em cũng hỏi xem nào bị uống thế nào, anh Chứ cũng bảo là đi vào khám. Đi vào khám ở trạm hoặc là tách ra hoặc tép ấy thì cũng không phải là dịch Covid mà nói chung là bị thời tiết thay đổi thôi. Kê đơn ra cho anh Chứ lấy về uống. Thế anh không đi vào đấy không tiên phải không? Mùn đã chỉnh tạo trước đây mua chua rồi. Đã chỉnh tạo trước mua chua. Mua chua là có lò chén hả? Nhưng mua chua có lò chén thôi. Có hôm thì mà thì tao giờ thì hôm mà mắc các mùn tao đã mua chua nhưng mà có hôm mình chỉ. Hôm mình chỉ mà cái bên nó có chua thì dòng chỉ một. Nếu mà nếu mình có thuốc kê đưa bác sĩ đã kê thuốc cho về thì cũng chỉ khó uống thuốc nhá. Rồi. Tao chỉ là nghĩa là mua chua mà hầu chua còn đấy là hay. Rồi. Mà còn nếu nó hủ thì dù tiết lỉ rong nhá. Đây sức khỏe là nhất thì nói chung là sức khỏe mình luôn luôn để hàng đầu nhá. Nói chung mình có sức khỏe thì cái gì mới làm được, mà không có sức khỏe có những bị uống thì công việc trong gia đình ấy, từ cái cỏ này hoặc là ăn cơm lúc đó bị uống thì ăn cái gì cả rau không ngon thật nhỉ. Đây em Vân nhé, bây giờ anh Chứ cũng đang bị ốm ấy, thì là trong khoảng thời gian này thì em cũng chịu khó hộ, nếu mà nhà anh có cái việc gì vội thì em mới chịu khó hộ anh Chứ với nhé. Vâng. Nhá. Vì anh Chứ là người rất là tốt bụng em, lúc đầu anh Chứ giới thiệu anh em mình vào mới biết cái hoàn cảnh của em phải không? Thì bây giờ anh Chứ mà đã bị uống thế nào thì công việc cắt cỏ này, công việc nhà anh Chứ không làm được thì em cũng cố gắng giúp nhá. Vâng. Bảo em cái nữa nhá. Vâng. Hai em cũng cố gắng giúp những người mà đã từng giúp mình ấy, tuy mình cũng không lấy giúp được đồng tiền nhưng mà giúp vào cái sức lực phải không? Đúng rồi. Cố gắng nhá. Vâng. Rất là tiếc mà một người mà cũng đã có lòng rất tốt mà cũng làm cho công việc nhiều quá lại mang thêm bệnh. Thực sự là hôm nay mà em đến đây chỉ là nếu là đến xem là cái chuồng của nhà em cái ấy thì là hoàn thiện đến đâu rồi, có cái ván giải chưa thì em tiến hành là mua vật nuôi cho em cái.
xuống đến chỗ thăm em Vân một chút thì biết là anh em bị ốm thì cũng không không biết là mua cho anh ít thuốc. Nên mình nói chung là mình cũng hôm nay cũng em đưa nó thôi. Vào thì mình không biết là anh chỉ biết uống mà cũng không biết mua thuốc hay không mua cái gì nhá. Tiện là vì anh em mình cũng vào xem lại cái chuồng thôi. Nó nghĩ lò máy là số tiền. Rau uống của thì sẽ tao mà anh kia vô chỉ đó. Mà cái lò tí là số phân nên vấn đề đó chúng nhớ đi cho lò số thứ. Chỉ bao thì chỉ vô mà khó không có chỉ đó ấy. Thì chỉ ấy thì chỉ bao thì món họ vô chỉ tao mà khó sửa chỉ lò số chỉ tỷ đấy nhở. Thế anh mệt thì anh đi nghỉ đi. Anh mang số chỉ vân. Xong là tôi chưa có em Vân nấu cái cháo cho anh chứ không là để cho anh chứ uống thuốc nha Vân nhé. Mua đi cả mày phá thua uống khẩu mổ nó đi nha. Em cũng đôi lúc là cái gì mà anh chứ bảo là không làm được hoặc là mệt mỏi, ví dụ mai kia lại đi ra trạm ấy, anh chứ mà không lấy xe được thì em đèo anh chứ xuống nhá. Vâng vâng. Cố gắng coi như là điều anh chứ xuống để đi khám này. Thứ nhất là cũng phải đi khám xong lấy thuốc uống, nếu mà không đỡ thì đưa ra viện ra huyện nhá. Vâng vâng. Không ở nhà nhá anh chứ nhá. Không được ở nhà cũng bấy nhá. Bây giờ dù chính nhất chưa thì dù mấy cái phòng sư chỉ sau thì một tổ tiên một tổ hụt thì nhá, hụt thì cũng như rồi. Nếu mà trong tổ tiên một nó chưa tiền là do mình chỉ mà nó mặn cả đi. Vẫn mà dùng đây ạ, mình chị thời tiết thay đổi mà cũng bị uống đi khám không có vấn đề gì mà lại về công bấy thì lúc đó lại mất rất là nhiều tiền. Nhưng mà cũng uống thuốc thì nó cũng đỡ một tí rồi cơ mà đúng không? Nhá. Chỉ sau thì như họ thì lò khu kỳ mỹ thì sinh cho tại nhiều không? Là chịu kỳ thì nó chua này thì nó ăn nó chua đấy mà dòng đấy, chứ không bảo là đi khám về kê thuốc về uống, là nếu mà không đỡ thì chắc mai kia đưa ra huyện để đi tiêm. Đi truyền nhá, truyền cho nó sẽ đỡ hơn nhưng mà thôi. Thuốc cũng đỡ rồi chắc là... Em Vân nhá, em vào vào đây. Bây giờ thì anh chứ cũng đã uống thế này, cái công việc nhà cắt cỏ này, cái công việc gì mà anh chứ không làm được em cố gắng để giúp. Không? Mình không giúp nhiều nhưng mà một chuyến cỏ bò chắc làm giúp được không? Đúng rồi. Anh nhá, bây giờ cũng khá là muộn rồi, giờ trời cũng đã chóng là tối rồi ấy. Và anh cũng là có một tí việc nữa. Thì anh cá nhân đi về nhà của anh cái thì anh cũng xin phép này anh về xong là và chịu khó thêm nấu cơm với lại bảo anh chứ uống thuốc nữa nha em nhé. Vâng. Đấy. Để mà anh đấy chắc do như kiểu là phơi nắng nhiều quá ấy, nên thứ làm việc mệt nhớ mất nhiều năng lượng nó nên tí nữa chắc là bây giờ cũng có thuốc thì này chịu khó cho anh đấy uống vào nhé. Vâng. Vâng. Rồi. Rồi đây ạ. Thì các bác hôm nay chỉ có em Dương cùng với anh Cái đến đây để mà xem cái nhà chuồng của nhà em Cái xem là có cái ván vải chưa và hoàn thiện được cái chuồng chưa để làm tiến hành mua vật nuôi cho em. Tuy nhiên để là mới tình cờ biết là anh chứ là hôm nay là bị ốm thì cũng là tiện vào đây thăm anh chứ một chút. Còn bây giờ cũng khá là muộn rồi, có lẽ em Dương cũng là anh Cái xin được dừng video tại đây. Xin hẹn quý vị ở video tiếp theo.